qua nhiều năm, mỗi ngày vẫn chăm ngoan đến lớp. Đời đã qua nhiều năm, mỗi ngày đi học rồi về sống lại đến lớp. Suốt năm tháng ấy ngồi đây chẳng quan tâm trái đất này, dù biết bao người bảo với nhau thằng này chắc chắn gay. Tốt lắm bạn Ninh, xuất sắc bạn Ninh, chín cho bạn Ninh, động viên lên mười. Lắm chín nhiều mười cũng không thể mua một lần ad friend. Một mét phạm vi quanh mình chẳng có một bóng người. Các bạn ơi, mình bị đụt chứ không bị hắc lao. Vũ Minh sẽ chuyển về ngồi với Ninh. Cô đừng bắt em ngồi với nó mà không có em đành phải chuyển lớp thôi. Tháng năm thăng trầm lặng thầm ngắm cô, chuyện thằng đục tối tăm vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ mãi đục. Nếu không có một ngày đêm dài trần nhà có em, trằn trọc nằm giữa đêm, không phải mất ngủ, không phải nhớ nàng, chỉ vì đói thôi. Bác ơi Ninh sao này bị miếng ăn, chắc vì việc học khó khăn, cũng sắp thi rồi, nhìn nó khô rộng mà não hết cả lòng. Chẳng còn nếp nhăn, đầu lại còn uốn xoăn, trông giống dai hàn. Nhưng tất nhiên là ngoại trừ cái phây đã cắt xong đầu được vài phút thôi. Ô kìa, chờ một người nhắn tin, ôi nó nhắn kìa, ôi vãi linh hồn, ôi hết cả hồn.